các bạn, hôm nay là buổi tối rất là tuyệt vời. Tụi mình tập hợp ở một cái quán gọi là quán Cây Sung. Quán này nó đang nằm ở trên tầng 3. Các bạn thấy vậy chứ nó nằm ở trên tầng 3 lận. Nó rất là đẹp và mình thì chắc là các bạn biết rồi. Đây là bạn Vũ Đức Trinh, bên công ty xe đẩy Kiwi. Đây là trợ lý của bạn Trinh, hoặc là sếp của Trinh cũng được. Đây là Đam Bi. Đây là bà xã mình. Và đây là bạn Phương, tên mình Dương. Bạn có công ty của Hoàng Long. Tuy nhiên hiện tại thì bạn đi bán du thuyền nữa. Và Long Hòa Bình, chút xíu nữa bạn sẽ thấy Long Hòa Bình. Long Hòa Bình đang bận cầm máy quay. Và tại sao tối hôm nay chúng ta đang có một cái buổi ở đây? Thì ở đây là toàn là những bạn doanh nhân thôi. Nói chung ai cũng rất là bận rộn. Hồi chiều hẹn với Liên Phương là Liên Phương cũng mới vừa tới, cũng nói là mới vừa công việc xong rồi mới tới được đây. Ai cũng rất bận rộn. Tuy nhiên là dành thời gian để mà gặp nhau, kết nối nhau, cái buổi ăn tối thôi. Chúng ta ở nhà chúng ta cũng ăn tối, ra đây chúng ta cũng ăn tối, mà cái buổi ăn tối với nhau á, chúng ta sẽ đôi khi cũng không có nói gì nhiều đâu. Nhưng mà gặp nhau chỉ cần nói vài câu là tự nhiên cái tình cảm nó được kết nối với nhau. Đôi khi cuộc sống nó không phải là công việc không, mà nó còn là tình cảm, nó cuộc sống nữa. Vậy thì bây giờ các bạn hồi nãy giờ các bạn nghe nói Long Hòa Bình mà các bạn chưa thấy Long Hòa Bình. Bây giờ các bạn sẽ diện kiến dung nhan của Long Hòa Bình. Và Long Hòa Bình sẽ giới thiệu cho các bạn là Long Hòa Bình đang làm lĩnh vực gì và kinh doanh cái gì. Và bây giờ các bạn sẽ thấy đây là dung nhan của Long Hòa Bình. Rồi Long Hòa Bình giới thiệu và chia sẻ với mọi người đi ạ. Xin chào, mình là Long Hòa Bình. Hiện nay mình đang được có một cơ hội rất là tuyệt vời buổi tối hôm nay đi dùng bữa tối với thầy Duy và các anh chị, đàn anh đàn chị. Hiện nay mình đang quản lý công ty hãng xe Lửa Hòa Bình ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình là chuyên phục vụ các đoàn VIP đến Việt Nam, khách quốc tế và khách ở các vùng miền khác rất là nhiều. Thì những cái buổi gặp gỡ như thế này giúp mình có hai điều cảm thấy rất tuyệt vời. Điều thứ nhất đó là sự kết nối ngày càng gắn bó đối với Hồ Duy và các anh chị. Đó là cơ hội học hỏi từng chút một thôi, nhưng mà đó là cơ hội rất tuyệt vời mà không có một cái lần nào mà mình bỏ lỡ. Và cái điều tuyệt vời thứ hai đó là mỗi dịp gặp gỡ như vậy á, là giúp cho mình cảm thấy như là mình có nguồn động lực lớn hơn, mình có sự động viên cao hơn cho cái hành trình kinh doanh của mình. Cảm ơn thầy Duy đã luôn để tâm và cho lâu bằng những cái hội gặp lại như vậy. Khách hàng mà muốn đặt xe của bạn thì phải là như thế nào mới liên hệ đặt xe được của bạn ạ? Dạ, nếu mà bạn quan tâm đến dịch vụ xe VIP bên Long Hòa Bình thì chỉ cần lên Google search xe Lửa Hòa Bình hoặc là Long Hòa Bình là nó sẽ ra thông tin, hoặc là vào website lovenco.com thì hỗ trợ bên Long Hòa Bình sẽ trực trên đó 24/24 để hỗ trợ bạn. Cụ thể là bạn có những cái dòng xe gì cho mọi người biết? Dạ, hiện nay nguồn chủ lực của bên xe Long Hòa Bình là dòng xe limousine chuyên cho các thương nhân đi kinh doanh, business hoặc event du lịch, và các dòng xe phục vụ các đoàn khách phổ thông như là xe 45 chỗ, xe 35, xe 9, 16 và xe loại xe nhỏ. Rồi, cảm ơn bạn Long Hòa Bình rất là nhiều. Quan tâm Long Hòa Bình thì lên Google search Long Hòa Bình là các bạn sẽ ra. Và bây giờ là tới phiên bạn Trinh. Bạn Trinh hiện tại thì bạn đang kinh doanh cái gì? Bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết ạ? Dạ. Chào tất cả mọi người, chào Thùy Duy, chào chị Phương, chị Châu, bạn Long. Mình là Trình, mình đang kinh doanh xe đẩy hàng Max Kiwi. Và hôm nay là một cái dịp rất là tuyệt vời để được ngồi ăn chung với mọi người ở đây. Và bên cạnh đây thì có cả bé Bambi nữa. Hiện tại thì mình đang có cái mong muốn là mình muốn tìm kiếm các đại lý phân phối xe đẩy hàng Max Kiwi của bên mình. Cái nguồn hàng thì rất là nhiều và thị trường cũng rất là lớn, nhưng mà một mình thì không đủ sức để mình có thể phân phối tất cả các thị trường. Nên nếu các bạn có nhu cầu muốn hợp tác kinh doanh, có thể liên hệ trực tiếp với mình lên trang xe đẩy hàng Max Kiwi, hoặc là các bạn bấm maxkiwi.vn. Ngoài ra đây, cái tên cụ thể nó nằm ở đây ạ.
hoặc là các bạn cứ chỉ cần bấm xe đầy hàng Max Kiwi sẽ tìm thấy bên mình. Cảm ơn các bạn. Các bạn ở tỉnh thì họ muốn làm đại lý, hiện tại bạn có những đại lý ở đâu và bạn muốn tìm đại lý ở những đâu ạ? Hiện tại thì ngoài Hà Nội mình cũng đã có một đại lý nhỏ, Đà Nẵng cũng có một đại lý và dưới miền Tây thì mình cũng đang xây dựng lên một cái cửa hàng nhỏ nhỏ dưới đó. Ngoài ra bây giờ mình đang muốn cố gắng để phủ khoảng 60 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam mình, ở đâu cũng phải có cái đại lý của xe đầy hàng Max Kiwi. Và nếu trường hợp các bạn muốn hợp tác thì các bạn chỉ cần liên hệ với mình. Phương thức và cái phương pháp để mình vận chuyển hàng nó rất là đơn giản. Hiện nay thì những cái gọi là những cái dịch vụ vận chuyển hàng nó rất là tiện lợi này, và giá thành thì cũng rất là hợp lý. Các bạn đến với mình sẽ cam kết một điều là sản phẩm chất lượng tốt, dễ kinh doanh, thị trường lớn và chiết khấu cao. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn Trần rất là nhiều. Dạ, cảm ơn thầy Duy. Bây giờ các bạn gặp một bạn nữ doanh nhân ở Bình Dương. Bạn kinh doanh gỗ và bạn Lê Phương có thể giới thiệu sơ về mình của bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình rất là vui được đi ăn tối cùng với thầy và các bạn. Mình rất là quý thầy Duy và mình là học trò của thầy Duy được 4 năm rồi. Mình tên là Nguyễn Thị Liên Phương. Đến từ Bình Dương, công ty của mình chuyên kinh doanh về ngành gỗ và một ngành mới gia nhập gần đây đó là mình kinh doanh về mảng du thuyền và cano nhập từ Mỹ. Mình rất là vui hôm nay được ăn tối cùng với thầy và các bạn ở đây. Mình thì gặp thầy hoài nhưng mà rất là ít khi nào có dịp mà ngồi để có một bữa ăn thân mật như thế này. Đây có thể là lần đầu tiên, nhưng mà mặc dù không gặp thầy nhiều nhưng mà cái tâm trạng, cái cảm xúc mình dành cho thầy luôn luôn gần gũi và gắn bó. Mình với thầy giống như là không cần nói với nhau nhiều vẫn hiểu nhau, mà có thể cảm nhận được thầy nói ít mình hiểu nhiều và mình cũng vậy. Mình rất là hạnh phúc vì điều đó. Đó là một cái giá trị mà không có gì mà mình có thể là đánh đổi được, hoặc là không dễ gì tìm kiếm trong cuộc sống của mình. Mình có những người thầy rất là tuyệt vời, trong đó là có thầy Duy đây. Bạn Liên Phương có thể nói sơ về cái du thuyền một chút xíu để cho mọi người có thể cảm nhận được Du thuyền là một cái xu hướng mới trong cái cuộc sống xã hội hiện đại, và Việt Nam của mình đang phát triển dần lên để bắt kịp các nước tiên tiến trên thế giới, đó là Mỹ và các nước châu Âu. Và khu vực Đông Nam Á của mình thì mình thấy như là Hồng Kông nè, Singapore nè, Hàn Quốc nè, Nhật Bản và các nước người ta đã phát triển rất là lâu rồi. Việt Nam mình bây giờ thì các doanh nhân và các khu dự án resort và bờ biển dài của mình kích thích cái nhu cầu của người dân, và các tổ chức du lịch người ta đã sử dụng rất là nhiều cái dịch vụ này. Và hiện tại mình đang rất là happy với cái mô hình kinh doanh mới của mình, và mọi người cũng rất là happy bởi vì họ có một cái xu hướng mới để họ giải trí và họ tham gia thưởng ngoạn, và giúp cho họ được có một cái điều kiện mới để mà thư giãn trong cái cuộc sống của họ sau những ngày làm việc mệt nhọc cùng với gia đình và bạn bè. Thì đúng là cái kinh tế Việt Nam chúng ta đã phát triển, nhưng người ta nói là bước đầu tiên là phải ăn no, đúng không ạ? Dạ. Sau đó rồi ăn ngon, rồi ăn sang, rồi mặt đẹp. Dạ, là bây giờ là chơi sang. Đúng rồi, cái level xã hội nó bắt đầu nó tiến tới từng bước một. Cái khát khao lúc ban đầu thì người ta cần cho mình một cái căn nhà. Dạ đúng rồi. Có nhà rồi giờ cần mình cái xe hơi. Dạ. Có xe hơi rồi bây giờ bắt đầu sống vô thuyền. Bây giờ là các bạn của mình nói rằng nhà thì ai cũng chạy nhau đi mua hết rồi, bây giờ mình phải chạy đi mua thuyền gấp thôi, bởi vì không á là mình sẽ tụt hậu phía sau. Mà hôm nay mình có tiếp xúc với một bạn gái, họ từng sống ở Mỹ và họ trẻ tuổi hơn mình luôn. Bạn ấy nói với mình rằng mình phải đi mua thuyền gấp thôi, chứ bây giờ là nếu không là ta mua trước mình luôn. Bạn này là rất là bắt kịp xu hướng luôn, nhà thì có rồi, bây giờ chỉ sợ là mua thuyền chậm thôi. Thành ra là mình cảm thấy là cái tầm nhìn của mọi người nó đã đi sâu và đi xa rồi, chỉ là chưa có điều kiện để họ phát triển cái mong muốn của họ. Tại vì Việt Nam mình gần như là không có cái sân chơi chung và khó tạo điều kiện, và hiện tại là công ty của mình là đang xây dựng cầu cảng ở quận 2 và sẽ là mô hình thí điểm theo tiêu chuẩn của Mỹ, và tương lai bờ biển dài của mình sẽ có rất là nhiều nơi thí điểm để xây dựng cầu cảng để giúp các bạn đi đâu mình có thể trải nghiệm được, và sẽ là một đất nước rất là đẹp. Mà mọi người muốn quan tâm tới du thuyền, muốn trải nghiệm du thuyền thì mọi người phải làm như thế nào ạ? Các bạn có thể là vào Facebook Nguyễn Thị Liên Phương, hoặc là truy cập vào số điện thoại của mình 0908 759 007, thì cũng sẽ tìm được Facebook của mình, hoặc là vào jetwin.net, hoặc là
hoặc là vào website gohoanglam.com sẽ tìm được Nguyễn Thị Liên Phương ở đó. Mình sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vừa rồi các bạn được nghe bạn Nguyễn Thị Liên Phương, bạn Vũ Đức Trình và Long Oban, đây doanh nhân trẻ rất là tài năng, đã giới thiệu với các bạn những lĩnh vực kinh doanh. Nếu bạn là người kinh doanh hoặc là bạn là khách hàng mà có nhu cầu thì bạn hãy liên hệ lên. Thì các bạn này là rất là thân thiện, và bạn nhớ đăng ký vào cái nút YouTube hoặc là trên Facebook để mình liên tục mình chia sẻ với bạn những cái đoạn video nó rất là hữu ích cho cộng đồng. Và bây giờ mình đang quay tại cái quán cây sung, thì quảng cáo về quán một chút xíu. Họ cũng không có bà con gì dòng họ gì với mình hết, họ tới đây thì họ cũng lấy tiền mình hết thôi. Tuy nhiên là chúng ta giúp được cái quán cây sung này là cái quán cây sung này là ở trên, các bạn thấy mình đang đứng trên lầu 3, so với mặt đường là các bạn thấy là nó ở dưới mặt đường này, mình quay nè, nó dưới mặt đường rất là sâu dưới mặt đường này. Ở đâu ở kia là viên cơm Thảo Điền, đây là mastery Thảo Điền, nó cũng ở gần khu nhà mình. Và đây sao là Hà Nội, các bạn mà muốn đến cái quán này thì các bạn đến cái khu Vincom, và các bạn nhìn ngay cái đường tàu điện ngầm này, các bạn thấy cái tàu điện ngầm người ta đang xây, các bạn thấy xe ở ngoài kia và ngồi trên cái tầng 3 như vậy, nó rất là thú vị, nó có những cái món hải sản rất là ngon. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn có những cái kiến thức và sự cái đó rất là tuyệt vời. Và đây là cái món lẩu cá thác lát, và bây giờ mọi người nói nhiều nên cũng đói bụng lắm rồi, mọi người sẽ chuẩn bị sơ cái món lẩu cá thác lát. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye các bạn.